Bổn phận và quyền lợi. Bổn phận và quyền lợi là một cụm từ, nhưng thường chỉ là cụm từ trên lý thuyết, còn trong thực tế không mấy khi giữ được tính cụm từ, vì người ta bị cám dỗ rất dữ dội tách rời bổn phận ra khỏi quyền lợi. Sở dĩ bị tách rời vì bổn phận thì trói buộc và nặng nề, trong khi quyền lợi thong dong nhẹ nhõm. Bổn phận phải làm, phải thực hiện, còn quyền lợi được ung dung thụ hưởng. Thi hành bổn phận thì nhọc mệt vất vả, chịu áp lực, trong khi có quyền hưởng lợi thì thoải mái, an nhàn, tự do. Vì so sánh và cân đo đong đếm chi ly kỹ lưỡng giữa bổn phận và quyền lợi, mà trong đời sống thường ngày, ít người đã trung thành giữ bổn phận và quyền lợi ở lại với nhau trong cùng một cụm từ và chu toàn cả hai như một đòi hỏi chính đáng. Không giữ bổn phận và quyền lợi đứng chung với nhau nên mới có tình trạng việc được trao đã không làm, nhưng quyền lợi thì đòi cho kỳ được. Mới có những câu chuyện bổn phận là gánh nặng được đùn đẩy cho người khác, còn quyền lợi là mục tiêu từng giây phút được xâm soi, giành giật, cào cấu, hốt gọn. Mới có những sự thật cả cơ quan không ai quan tâm đến nghĩa vụ trách nhiệm, mà tất cả chỉ lao nhau đấu đá tranh giành miếng đỉnh chung. Xã hội càng thực dụng, ưu tiên của quyền lợi càng cao, con người càng ích kỷ, quyền lợi càng có trọng lượng. Và tất nhiên, khi quyền lợi không sánh đôi, không đi cùng bổn phận, nhưng tỷ lệ nghịch, chạy ngược chiều với bổn phận, thì bí quyết được coi là có hiệu quả đem lại thành công và phải chọn trong cuộc sống sẽ là làm ít hưởng nhiều, không làm mà hưởng mới hay. Bên cạnh não trạng thực dụng trên, còn một nguy hiểm khác rất đáng lo ngại. Đó là đến một lúc ai cũng nghĩ mình làm bổn phận, thực hiện nghĩa vụ là thi hành một hình phạt, một bản án đầy bất công thiệt thòi, và cho rằng quyền lợi mình được hưởng không bao giờ tương xứng với nghĩa vụ bổn phận ấy. Đó là chưa kể đến tâm trạng tự cho mình là ân nhân vĩ đại của nhân loại, người ơn lớn của mọi người chung quanh, khi hoàn thành một công tác, thực hiện xong một bổn phận vốn dĩ phải chu toàn của mình. Cả hai đều để lại hậu quả tâm lý tiêu cực là những bất ổn, bất mãn, phá hoại các tương quan. Thực ra, trong cuộc sống, mỗi người đều cần sống liên đới, bởi không ai có thể sống một mình đơn độc, không ai có thể tự mình đem lại cho bản thân một đời sống đầy đủ tiện nghi, sung túc. Cũng như không người nào có thể đơn phương hạnh phúc, vì hạnh phúc luôn đòi đối tượng như tấm gương soi mình để thấy mình hạnh phúc. Nên lý tưởng chúng ta phải đạt chính là phải tự đào tạo mình thế nào để chỉ nghĩ đến việc phải làm trọn bổn phận của mình đối với người khác thôi. Chúng ta đã cảm được hạnh phúc, được hưởng hết những quyền lợi mà người khác dành cho mình. Nói cách khác, nếu ai cũng nghĩ tới việc chu toàn bổn phận của mình đối với tha nhân, thì ngay khi đó họ cũng đang hưởng hết những quyền lợi mà tha nhân dành cho họ. Đây là một sự thật hạnh phúc dành riêng cho những người ý thức một cách đúng đắn bổn phận của mình đối với người khác. Hạnh phúc của người cha chu toàn bổn phận làm cha đối với con cái. Hạnh phúc của người vợ làm trọn bổn phận người vợ đối với chồng. Hạnh phúc của thầy cô hoàn thành bổn phận giáo dục đối với học trò. Hạnh phúc ấy có thật vì là sự thật hạnh phúc đã phát sinh quyền lợi ngay khi bổn phận được chu toàn. Quyền lợi ấy lớn và kỳ diệu, vượt xa những quyền lợi hữu hình vật chất. Như người cha cảm nhận hạnh phúc từ quyền lợi được yêu thương con và được con yêu thương thảo hiếu. Người vợ hạnh phúc với quyền lợi được gắn bó với chồng và được chồng gắn bó. Thầy cô hạnh phúc
với quyền lợi dẫn đến tương lai tươi sáng của đám học trò dễ thương. Như thế, quyền lợi đến từ bổn phận với ý thức liên đới sẽ không còn mang màu sắc ích kỷ, co cụm, riêng lẻ, hẹp hòi tính toán, nhưng là hạnh phúc rất lớn, niềm vui rất sâu, thành quả không thể ngờ trong cuộc đời của những tâm hồn biết nhìn bổn phận và quyền lợi là hai mặt của một chọn lựa. Của những trái tim biết nghĩ, quyền lợi của mình chính là bổn phận mình phải chu toàn với ý thức nhân ái đối với mọi người. Xin người đổi thay trái tim con.